Phật Pháp ứng dụng. Đêm trăng rằm
vàng chiếu lung linh ngàn đại sen tỏa sáng dưới bóng từ bi. Lời kinh thiên tha nguyên cầu hòa chung tin mõ ngân vang bên mê bờ giác khơi nguồn trăng sao tỏa ràng thiên môn niết bàn. Chùa tôi dưới bóng trăng đàn em vui múa ca hồn nhiên tươi thắm như đoá hoa hồng nhung. Dù giáng đang khó nguy dù thân tâm xót xa lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin. Dòng sông xanh uống quanh đồng lúa bát ngát xanh, chùa tôi như đóa sen vươn lên trời cao. Ngàn hoa thơm thắm tươi hàng cây cao lá reo, chùa tôi long lanh dưới nắng chiều rơi. Tiếng chuông chùa trầm lặng đem bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai. Chùa như ánh dương soi đường lửa thiền xiêm nơi nơi pháp luân truyền ánh đạo vàng chúng xanh giang hồ tư quang nơi lòng. Chùa tôi bao mến thương là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui chan hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua dù cho bao đổi thay lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như thái dương rạng soi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở vào giờ này đạo tràng chúng con vô cùng xúc động được cung đón chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ban trị sự các tỉnh thành, chư tôn đức tăng ni, các vị đại diện chính quyền các cấp quan lâm. Trên bàn chứng minh thứ nhất cho phép chúng con xin được đảnh lễ và cung đón cung thỉnh hòa thượng Tai Chi Nhật Bản, xin được cung thỉnh hòa thượng Thích Như Tính, xin được cung thỉnh hòa thượng Thích Như Nước, xin được cung thỉnh thượng tọa Thích Hạnh Bình, xin được cung thỉnh hòa thượng Thích Thiện Lạc, xin được cung thỉnh hòa thượng Thích Đạt Căn, xin được cung thỉnh hòa thượng Thích Phước Tâm quan hệ chứng minh bài chứng minh thứ nhất. Và bài chứng minh thứ hai cho phép ban tổ chức chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Dự Từ, thượng tọa Thích Quang Hạnh, thượng tọa Thích Phước Tồn, thượng tọa Thích Phước Hạnh, thượng tọa Thích Thiện Trí, thượng tọa Thích Minh Đạo, thượng tọa Thích Hiền Đức, thượng tọa Thích Phước Lợi, thượng tọa Thích Minh Thông, thượng tọa Thích Thiện Chơn, đồng quan điểm quan lâm bài chứng minh thứ hai.
nơi hội trường, phía hội trường nhìn xuống phía tay phải cho phép ban tổ chức chúng con xin được cung thỉnh chư tôn đức tăng. Hội trường phía tay trái nhìn xuống xin được cung thỉnh chư tôn đức ni. Và phía bên phải hội trường xin được kính mời các vị đại diện chính quyền các cấp đồng an tòa chứng minh cho buổi lễ sáng hôm nay. Và chúng con xin được nhắc lại thành kính cung thỉnh chư tôn đức trên bàn chứng minh. Bàn chứng minh thứ nhất cho phép chúng con xin được thành kính cung thỉnh hòa thượng Thích Dương Tính, cung thỉnh hòa thượng Tai Chi, cung thỉnh hòa thượng Thích Dương Nước, cung thỉnh hòa thượng Thích Đạt Căn, cung thỉnh hòa thượng Thích Điện Lạc, cung thỉnh thượng tọa Thích Hành Bình, cung thỉnh hòa thượng Thích Phước Tâm đầu an tọa bàn chứng minh thứ nhất. Và bàn chứng minh thứ hai cho phép chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa Thích Nhật Từ, thượng tọa Thích Quang Thạnh, thượng tọa Thích Phước Tồn, thượng tọa Thích Phước Hạnh, thượng tọa Thích Thiện Trí, thượng tọa Thích Minh Đạo, thượng tọa Thích Thiện Đức, thượng tọa Thích Phước Lợi, thượng tọa Thích Minh Thông, thượng tọa Thích Thiện Chân đầu an tọa bàn chứng minh thứ hai. Và bàn chứng minh thứ hai chúng con cũng xin được cung thỉnh thượng tọa trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Long Hồ, Thiện Tâm. Và các đại bàn tiếp theo chúng con xin được cung thỉnh chư tôn đức tăng ni đồng an tọa. Và mời chính quyền các cấp đồng an tọa lên bàn phía tay phải của hội trường. Trên bàn chứng minh thứ hai chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Long Bình, đại đức trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Châu. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư tôn đức chứng minh. Bàn chứng minh thứ nhất chúng con cung thỉnh hòa thượng Thích Dương Tính, hòa thượng Đa Chi, hòa thượng Thích Dương Nước, hòa thượng Thích Điện Lạc, hòa thượng Thích Đạt Căn, thượng tọa Thích Hành Bình và hòa thượng Thích Phước Tâm. Bàn chứng minh thứ hai cho phép chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Nhật Từ, thượng tọa Thích Quang Hạnh, thượng tọa Thích Phước Tồn, thượng tọa Thích Phước Hạnh, thượng tọa Thích Thiện Trí, thượng tọa Thích Minh Đạo, thượng tọa Thích Thiện Đức, thượng tọa Thích Minh Phước Lợi, thượng tọa Thích Minh Thông, thượng tọa Thích Thiện Chân, thượng tọa Thích Phước Hùng và thượng tọa Thích Phước Cẩn. Quan điểm chứng minh bàn chứng minh thứ hai. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự các tỉnh thành, chư tôn đức tăng ni. Kính thưa các vị đại diện chính quyền các cấp cùng toàn thể đầu đàn Phật tử, sáng hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm đầy quan nghỉ, đầu đàn chùa Dĩ Mỹ long trọng tổ chức đại lễ thanh thành bổ nhiệm trụ trì. Và giờ này là thời các đi vào chương trình chính của buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con ban tổ chức xin được cung thỉnh đại đức Thích Quảng Tiến, chánh văn phòng ban hướng dẫn Phật tử trung ương quan nghị tiến về một sư môn để điều hành chính cho chương trình buổi lễ sáng hôm nay. Thành kính cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức tăng ni, kính thưa chư vị khách quý và toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền hiền,
mười phương chư Phật hiện tại đạo tràng, hồn thiêng sông núi cũng đang hội tụ về đây. Vào giờ phút này, thành kính cung thỉnh chư tôn đức, mời chư vị khách quý và toàn thể đạo tràng khởi thân niệm Phật cầu gia bị, cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi niệm. Tặng băng
bàn tuyên dương công đức cho đại diện Phật tử. 12. Phát biểu của chính quyền địa phương. 13. Đạo từ của chư công đức chứng minh. 14. Cảm tạ của ban tổ chức. 15. Hồi hướng kết thúc phần lễ hành chánh. 16. Nghi lễ các ban cánh thành. 17. Niêm hương cầu nguyện. 18. Tác pháp lễ cúng dường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức chúng con rất được vinh hạnh cung đón và xin được cung kính giới thiệu với sự hiện diện của Hòa Thượng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Đào Hiệu Thích Như Tước. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng, Phó Trưởng ban Trị sự, kiêm Trưởng ban Kiểm soát, ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Đào Hiệu Thích Như Tước. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Đa Chi đến từ các nước Nhật Bản. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng Hòa Giám đốc Trung tâm Phật học Thánh Ngôn Tuyền Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam Đào Hiệu Thích Thành Bình. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Đào Hiệu Thích Thiện Lan. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng chứng minh ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh Đào Hiệu Thích Đạt Căn. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng Ủy viên ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Kiểm soát ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Đào Hiệu Thích Phước Tâm. Ở bàn chứng minh thứ hai, chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đào Hiệu Thích Nhật Từ. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Giám phòng 2 Trung ương Giáo hội, Tổng thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh Đào Hiệu Thích Quang Thành. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Phó Trưởng ban Nghiêm chính Thư ký ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Đào Hiệu Thích Phước Tồn. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Ủy viên Trưởng ban Pháp chế ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Đào Hiệu Thích Thiện Trí. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Đào Hiệu Thích Minh Đào. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Đào Hiệu Thích Phước Thành. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Phó Thư ký ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Đào Hiệu Thích Thiện Đức. Chúng con thành kính giới thiệu Đại đức Ủy viên ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tà Ôn Đào Hiệu Thích Phước Thiện. Chúng con thành kính giới thiệu Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau Đào Hiệu Thích Phước Lợi. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ Đào Hiệu Thích Minh Thông. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa Ủy viên ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Phó Trưởng ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh Đào Hiệu Thích Thiện Chân. Chúng con thành kính giới thiệu Đại đức Thích Phước Tiến, Ủy viên thường trực ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Từ Văn, trụ trì nhiều biển kiêm Trưởng ban Tổ chức. Được sự hiện diện của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức ni xin được cung kính giới thiệu chung. Người phía chính quyền xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Hồng Trung. Xin được
được trong tổng giới thiệu của Nguyễn Văn An, Phó phòng quy hoạch Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long. Xin được trân trọng giới thiệu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Ôn, ông Nguyễn Văn Đến. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trà Ôn, ông Trần Văn Kiểu. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Tốt, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo huyện Trà Ôn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thiện Mỹ, ông Phan Thanh Long. Xin được trân trọng giới thiệu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thiện Mỹ, ông Lê Văn Mỹ. Và sự hiện diện của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, huyện Trà Ôn và xã Thiện Mỹ xin được trân trọng giới thiệu. Và thì có hơn 2.000 quý nam nữ Phật tử đến từ khắp nơi xin được nhiệt liệt hoan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp nối chương trình, vào giờ phút này cùng thỉnh Đại Đức Thích Tôn Tiến, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Quỹ viên thường trực Ban Hoàn báo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tu trì chùa Diệu Mỹ, kiêm trưởng ban tổ chức, lên đọc lời các bạn thành kính cùng thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban tổ chức xin được sám hối và xin được trân trọng giới thiệu bổ sung chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức, quý ni trưởng, quý ni sư, trụ trì các tự viện cũng như đại diện các tự thành về đây tham dự, xin được trân trọng cung đón và giới thiệu chung hai vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn giáo phẩm hội đồng trị sự, chư tôn đức ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện. Kính thưa lãnh đạo chính quyền các cấp, kính thưa toàn thể quý khách, quý nam nữ Phật tử, kính thưa toàn thể liệt quý vị. Lời đầu tiên xin thay lời ban tổ chức, chúng con, chúng tôi cung kính chư tôn đức tăng ni hân hoan chào đón chư vị khách quý, toàn thể nam nữ Phật tử, thành tâm cầu chúc chư tôn liệt vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, chùa Diệu Mỹ được thành lập vào năm 1968, tức năm Mậu Thân, năm khói lửa nhất của chiến tranh Việt Nam nửa cuối thế kỷ 20, được sự chỉ đạo của cố hòa thượng viện trưởng Diệu Hóa Đạo Thích Thiện Hoa về việc thành lập niệm Phật đường ở các thôn ấp làm chỗ dựa tinh thần cho đồng bào vùng quê miền Tây, giảm bớt tâm lý khủng hoảng thời chiến loạn. Thượng tọa Thích Nhật Long đã đến nơi này vận động thành lập ngôi niệm Phật đường lấy tên là Nhị Mỹ, có thể bờ sông bên này là Mỹ Phó, bờ sông bên kia là Mỹ An, nên thượng tọa gọi chung hai bờ đặt tên là chùa Nhị Mỹ. Nhờ đó mà vùng này năm xưa cũng có được ngôi chùa làm nơi che bơm đỡ đạn, giảm bớt tâm lý khủng hoảng, tránh thương vong cho biết bao dân lành. Thi sĩ Quyền Không có lời thơ rằng: chua mặn đâu đây cảnh lạ lùng, ra đi ai cũng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thật vậy, chùa là nơi sinh hoạt tâm linh truyền thống của người con đất Việt, là nơi nương tựa tinh thần của bao thế hệ cha ông,
mà mỗi khi đi đâu về đâu chúng ta đều phải nhớ chùa. Thi sĩ Nguyễn Bính cũng nói lên quan điểm này: mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, cha ơi bỏ chùa. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chúng ta có còn gì xa lạ khi đạo Phật được xem là văn hóa dân tộc, đồng hành cùng dân tộc, hòa quyện nhau như nước với sữa, không thể tách rời. Nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ đã chứng minh sự hòa quyện đó, được thể hiện qua các mối quan hệ trong xã hội từ ngàn xưa, đã trở thành phong tục tập quán của một dân tộc. Còn trời, còn nước, còn non, còn sư ngõ ngõ, anh còn thắp nhang, hay anh bưng quả nếp vô chùa, thắp nhang niệm Phật, bỏ bùa em đeo. Hai câu tục ngữ ăn chay niệm Phật, mỗi tập mỗi lần, lại còn biết bao nhiêu văn thơ ca kịch nói lên các mối quan hệ gần gũi thân thương giữa đạo Phật và quần chúng nhân dân hàng ngàn năm gắn bó. Trên nền tảng đó, bất cứ ai trên đất nước hình chữ S đều phải có tín ngưỡng, tôn trọng tín ngưỡng. Là người Việt Nam không có tín ngưỡng, không tôn trọng tín ngưỡng xem như không phải là con dân đất Việt. Thế nên chùa là món ăn tinh thần, là chỗ dựa tâm linh của quần chúng, là nơi hội tụ hồn thiên sông núi, và cũng là nơi thờ cúng tín ngưỡng quan trọng bậc nhất của đại đa số người trên đất nước Việt Nam thân yêu. Do đó, việc tu sửa phụng sự chùa chiền đạo pháp không riêng tu sĩ hay tín đồ Phật giáo, mà là bộ phận của toàn dân, là một trong những việc cần và đủ để duy trì nhiều mối của một trong những loại hình tín ngưỡng đặc thù văn hóa dân tộc. Do đó, việc tu sửa phụng sự chùa chiền đạo pháp, trong kinh Tam Nhất A Hàm, Đức Phật đã khuyến khích cách gìn giữ và phát triển đạo pháp thông qua việc tu sửa chùa chiền. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, nay ta nói về bốn phước báo cõi phạm thiên, thế nào là bốn? Nếu có thiện nam tín nữ hay dựng chỗ hay dựng tháp chỗ chưa dựng tháp thì đó là phước báo đầu tiên của cõi phạm thiên. Lại nữa, thiện nam tín nữ sửa chữa chùa cũ, đó là phước báo thứ hai của cõi phạm thiên. Lại nữa, nếu Đức Phật mới chuyển pháp luân, chư thiên và người đời khuyến tịnh ngài chuyển pháp luân, đó là phước báo thứ ba của cõi trời phạm thiên. Và lại nữa, thiện nam tín nữ tạo sự hòa hợp pháp chúng, đó là phước báo thứ tư của cõi trời phạm thiên. Vì lẽ đó, các bậc cổ đức từng khuyên dạy: xây chùa tô tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm. Trên tinh thần sẵn sàng hộ trì tam bảo của quần chúng nhân dân, dù không được mệnh danh là xứ sở chùa tháp, nhưng nhà nước Việt Nam của mọi thời đều ủng hộ tu sĩ quần chúng xây dựng chùa tháp. Chùa chiền được mọc lên nhiều bàn bạc trên khắp quê hương Việt Nam. Điển hình, dù là một làng quê nghèo hẻo lánh, ít bóng người lui tới, vẫn có một ngôi chùa khiêm tốn nằm bên nhánh sông Trà Ôn hiền hòa thơ mộng. Với công trình được trùng tu gọn nhẹ từ năm 1994 do cố thượng tọa Thích Phước Đại, nguyên chánh đại diện Phật giáo huyện Trà Ôn, chủ trì chùa Nhị Mỹ, đã dốc lòng kiến tạo và đổi danh xưng niệm Phật đường Nhị Mỹ thành chùa Nhị Mỹ. Vì thời buổi nghèo khó, qua nhiều lần tu sửa chấp giá, chùa cũng chỉ đảm đủ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng một cách tối thiểu của một số bà con Phật tử quanh vùng. Hôm nay đường xá thông thương, không còn bị đò gian cách trở, cuộc sống người dân được cải thiện, nhu cầu về chùa tu học của bà con Phật tử gần xa càng thêm lớn, nên chùa cần có một không gian tiện nghi tương đối là điều tất yếu. Do đó, hội đủ yên lành được sự hỗ trợ của các cấp giáo hội, sự chứng chấp thuận và cấp phép của Ủy ban Nhân dân, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, Ban Thừa kế chùa Nhị Mỹ, chúng tôi đã làm lễ khởi công trùng tu toàn bộ ngôi chùa Nhị Mỹ vào ngày 12 tháng 3 năm 2013, nhằm ngày 10 tháng 3 Quý Tỵ,
đến ngày hôm nay cũng tạm hoàn tất và tổ chức đại lễ khánh thành. Nhờ sự gia trì của chư Phật, nhờ sự phát tâm dũng mạnh của Phật tử, các mạnh thường quân gần xa, sự tận tâm của đội ngũ quản lý kỹ sư cũng như thầy thợ làm việc liên tục trong 2 năm đã đem lại một kết quả khả quan, đáng trân trọng và tán dương với những gì đang hiện hữu trong ngày hôm nay. Tri ân toàn thể quý Phật tử gần xa trong cũng như ngoài nước, kẻ có người của đất lòng ủng hộ công trình đại trùng tu này. Xin thay lời ban tổ chức, chúng con chúng tôi xin tuyên bố khai mạc đại lễ khánh thành chùa Nhị Mỹ. Kính chúc lễ khánh thành được thành tựu tốt đẹp. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, xin được cảm ơn đại đức trưởng ban tổ chức. Đề nghị đại tài chúng ta dâng cao một tràng pháo tay và đón nhận chúc mừng cho một thành tựu của chùa Nhị Mỹ. Để tỏ lòng cung kính đối với ta ngôi Tam Bảo và chào mừng chư vị quan khách đã quan long về chứng minh và tham dự đại lễ khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nhị Mỹ. Giờ phút này quý Phật tử đạo tràng chùa Nhị Mỹ dâng lên diện lãng hoa tươi thắm cúng dường chư tôn đức và chào mừng quý quan khách. Lễ dâng hoa xin được phép bắt đầu. Hoa là tượng trưng cho vẻ đẹp của đất trời. Hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm và thanh tịnh này, các em dâng lên những lãng hoa tươi thắm cúng dường chư tôn đức và chào mừng quý quan khách. Lễ dâng hoa xin được phép bắt đầu. Thank you.
của tôi như đóa sen vương lên trời cao. Trầm lặng đem bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần này. Chùa như ánh dương soi đường, lửa thiền sưởi ấm nơi nơi pháp luân dưới ánh đạo vàng chúng sanh giác ngộ. Quang khơi lòng chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, ca dao Việt Nam có câu: chùa làng dựng ở sớm coi, sớm hơn hai buổi nghe hồi chuông ngân, dân nghe chuông sớm dậy mừng, kẻ thời chờ úa người dân ra đồng, tiếng chuông người mạng trăng sông, quanh năm thức tỉnh người dân quanh vùng. Hơn 2.000 năm có mặt trên quê hương Việt Nam, đạo Phật đã trở thành mạch sống dân tộc, đã trở thành bản sắc văn hóa đặc trưng trong sinh hoạt thường nhật cũng như tín ngưỡng tâm linh của người dân Việt. Sự hòa quyện đó đã khắc chặt mối quan hệ không thể tách rời, cùng song hành với non sông, cùng thăng trầm với vận mệnh đất nước. Hầu như mọi người dân đều xem chùa như một cái nôi cho mọi sinh hoạt đời thường cũng như tín ngưỡng tâm linh. Dân nghe chuông sớm dậy mừng, kẻ thời chờ úa người dân ra đồng, có nghĩa là người dân lấy tiếng chuông sớm thay tiếng gà để đi làm,
hoặc trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên sớm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ 14/23 mỗi tối nào. Lại càng quan trọng hơn khi đạo Phật là nền tảng luân lý đạo đức truyền thông của mọi người, là chỗ dựa hồn thiêng sông núi ngàn đời, mà mỗi người chúng ta có đi đâu trên khắp hoàn cầu đều có chung một lối về, có chung mặt nguồn dân tộc, chung vặn đâu đây cảnh lạ lùng. Ra đi ai cũng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Kính bạch quý ngài, kính thưa liệt quý vị, hơn 2.500 năm về trước, từ việc Phật giáo ra đời cũng nhằm tạo điều kiện cho sinh hoạt ổn định và cư trú lâu dài cho tu sĩ cũng như cư sĩ, cùng góp phần phát triển bền vững trong việc truyền bá đạo Phật. Ngôi tịnh xá đầu tiên trong lịch sử từ việc Phật giáo đó là Tịnh xá Trúc Lâm, do vua Tần Bà Sa La, đại vương nước Ma Kiệt Đà, hiến cúng cho Đức Phật và Tăng Đoàn, làm nơi giảng kinh thuyết pháp cho tứ chúng tu học. Trên ý nghĩa đó, xuyên suốt bề dày lịch sử phát triển và truyền bá đạo Phật, nhiều ngôi tự viện được xây dựng để làm nơi tiếp tăng độ chúng tu hành. Đối với Việt Nam, đạo Phật lại mang một sứ mạng thiêng liêng cao cả, cùng thăng trầm với vận mệnh đất nước, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng đất nước và giữ nước. Điển hình gần nhất trong thời gian chiến tranh Việt Nam của thế kỷ 20, chùa là nơi che bơm đỡ đạn cho biết bao người, là chỗ nương thân đáng tin cậy trong thời chiến loạn. Và chùa Nhị Mỹ cũng nằm trong số đó. Vào năm 1968, năm Mậu Thân, theo lời kêu gọi của Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Tiện Hoa về việc xây dựng niệm Phật đường trong các thôn ấp làm nơi che bơm đỡ đạn, tránh được thương vong cho biết bao người dân vô tội, thời đó chùa Nhị Mỹ là một ngôi chùa lá đơn sơ với danh xưng là niệm Phật đường Nhị Mỹ, khoảng 100 mét vuông nhưng có thể dung chứa gần 100 chư tăng lưu trú. Người khai sáng và trụ trì đầu tiên là Thượng tọa Thích Nhật Long. Sau khi hòa bình lập lại, Việt Nam không còn tiếng súng, khúc ruột miền Trung được nối lại, Thượng tọa Thích Nhật Long về lại quê hương của mình, và mọi tu sĩ khác cũng lần lượt trở về lại nhà xưa, và hầu như trong số này đều hoàn tục. Lúc bấy giờ, cố Thượng tọa trụ trì Thích Phước Đại đã thay Thượng tọa Thích Nhật Long trông coi, giữ gìn hương quả cho chùa. Vì thời điểm này Thượng tọa Thích Phước Đại chưa chính thức xuất gia, mà chỉ là xuất gia trốn lưng thôi. Do chùa xây dựng tạm nên sớm hư hoại theo năm tháng thời gian. Vì thời buổi khó khăn quần chúng nghèo khổ nên thầy trụ trì lúc bấy giờ cũng lấp vá che chắn trong chùa tạm thời cho Phật khỏi bị nắng mưa. Bằng cả một tấm lòng chịu đựng gian khổ, kiên nhẫn bền chí trông coi giữ gìn ngôi chùa một cách vất vả, không để hư hoại đi một di tích dù đơn sơ nhưng chứa đựng biết bao ân nghĩa thâm tình, và xem đó như một ân nhân cứu mạng mình trong cũng như biết bao người quanh vùng. Kịp đến năm 1994, bằng mọi điều kiện kiếm tốn có được, cố Thượng tọa trụ trì Thích Phước Đại đã chính thức khởi công trùng tu bằng cốt thép bê tông, với việc số tiền ít ỏi dành dụm được cộng với một số Phật tử hào tâm đóng góp, đặc biệt nhất là Phật tử vùng chợ Trà Ôn. Tuy khó khăn nhưng quyết tâm có thừa, cuối cùng ngôi chùa nhỏ tạm khang trang, nhưng phải mất 11 năm, gần 30 lần tái khởi công, lắp vá từng khoảng trống với mới hoàn thành, với tổng kinh phí xây dựng khoảng 500 triệu đồng. Lễ khánh thành được diễn ra vào ngày 24-25 tháng 10 năm 2005. Do công trình quá kiêm tốn nhưng công khó nhọc của thầy lại quá lớn lao, chúng tôi từng mượn lời thi thơ vĩ von cho một tác phẩm kiêm tốn, nhưng đầy mồ hôi và nước mắt của thầy, ra đường nhặt cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy cụ người mới ta. Sau khi cố Thượng tọa trụ trì Thích Phước Đại, nguyên chánh đại diện Phật giáo huyện Trà Ôn viên tịch, vào năm 2007, Đại đức Thích Phước Tiến
đệ tử xuất gia với Phổ Hòa Thượng Thích Hoàng Phú, nguyên trụ trì tổ đình Phước Hậu, là chúng chủng tử của Cố Thượng Tọa trụ trì, được ủy thác thừa kế giữ gìn ngôi chùa. Để thực hiện tâm nguyện gửi gắm của thầy, đồng thời cần tạo không gian và tiện nghi tu học đúng nghĩa cho các tín đồ Phật tử gần xa. Khi hội đủ duyên lành, đại đức Thích Phước Tiến đã làm lễ khởi công đại trùng tu chùa Nhị Mỹ vào ngày 12 tháng 3 2015, nhằm mùng 10 tháng 3 năm Quý Tỵ. Tổng kinh phí trùng tu được dự kiến bắt đầu là 10 tỷ đồng Việt Nam. Sau 2 năm liên tục thi công, kinh phí trùng tu đến nay đã phát sinh mà hôm nay tất toán sơ bộ là 23 tỷ 500 triệu đồng, bao gồm tất cả những gì liên quan đến ngôi chùa, sang lắp mặt bằng, nới rộng diện tích, trang trí nội thất. Và số tiền này lần lượt được thanh toán là 22 tỷ 100 triệu đồng. Nhờ sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự khích lệ và động viên của chư Tôn Đức, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và huyện Trà Ôn, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp chính quyền từ địa phương đến cấp tỉnh, mà đặc biệt nhất là sự tận tình giúp đỡ của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, sự đóng góp tài vật sức lực của quý Phật tử, các mạnh thường quân gần xa, trong cũng như ngoài nước, sự thành tâm cầu nguyện và tụng kinh của quý Phật tử ở đạo tràng Pháp Quang đã đóng góp phần làm nên ngôi phẩm chủ quý hoàng như ngày hôm nay. Mặc dù ngôi chùa không nguy nga tráng lệ như nhiều ngôi chùa lớn khác, nhưng với khả năng còn khiêm tốn của ban trùng tu, lại thêm Phật tử dùng thôn quê nghèo khó, thì đây lại là thành quả hết sức lớn lao, tưởng chừng như trong mơ mới biết điều nhiệm màu xuất hiện. Chùa là tổ ấm ta về, chung tay vun đắp chẳng nề hà chi, công phu công quả hộ trì, già lam hương thịnh phước gì lớn hơn. Kính bạch giác lên thầy, bao nhiêu tâm nguyện mà thầy gửi lại cho chúng con, con đã nương nhờ công đức của thầy và sự bảo bọc giúp đỡ của chư Tôn Đức, cũng như sự làm việc ân nhân từng bước chúng con đã thực hiện xong. Thầy hãy an lòng nơi cõi Phật mà chứng minh cho tất lòng của chúng con. Một con người phước mỏng nghiệp dày mà thầy đã khổ tâm lao nhọc cưu mang dạy dỗ từ tấm bé, về chùa kinh Phật trọng tăng, lắng nghe lời pháp dạy răn của thầy, nghĩa ân như bát nước đầy, khuyên ai khéo giữ phước dày mai sau. Thay lời ban tổ chức ban trùng tu, chúng con xin chân thành tri ân chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đã quan tâm chứng minh và tham dự lễ khánh thành hôm nay. Chúng con chúng tôi xin thành kính tri ân lãnh đạo chính quyền các cấp từ địa phương đến tỉnh thành, nhất là Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ hỗ trợ trong mọi thủ tục cấp phép cho công trình. Thành kính tri ân quý ân nhân các Phật tử, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, những người hết lòng công quả, nhiệt tình đóng góp tài vật, sức lực cho công trình được thành tựu viên mãn. Thay mặt ban trùng tu chùa Nhị Mỹ, chúng con chúng tôi kính tưởng tri đến chư Tôn Liệt Vị, kính chúc chư Tôn Liệt Vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp nối chương trình, thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Phước Tồn, Phó Trưởng Ban Kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lên công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nhị Mỹ. Thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Hội đồng Trị sự Phật giáo Việt Nam, kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng thường trực Tỉnh Hội Phật giáo Việt Nam cùng các tỉnh lân cận, kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni,
trụ trì các tự viện tỉnh xã tỉnh thất niệm Phật trường trong và ngoài tỉnh. Kính thưa đại diện lãnh đạo ban tôn giáo tỉnh cùng các ban ngành của tỉnh Vĩnh Long, kính thưa đại mặt trận tổ quốc cùng các ban ngành của huyện Trà Ôn và kính thưa các vị lãnh đạo địa phương xã Tiên Mỹ, kính thưa toàn thể Phật tử, xin thay mặt trực ban trị sự Tịnh Phật Hồi giáo Việt Nam xin đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì tại cơ sở chùa Diệu Mỹ, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ban trị sự số 193 khu D BTS Vĩnh Long ngày 27 tháng 3 2015 quyết định về việc bổ nhiệm trụ trì cơ sở Phật giáo. Căn cứ điều 19 mục 5 chương 3 quy định nghị định 92 2012 NĐ-CP ngày 8 tháng 11 2012 của Chính phủ về việc bổ nhiệm chức sắc trong tôn giáo, căn cứ điều 37, 38, 39, chương 8 nội quy tân sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ công văn số 894 UBNC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc chấp thuận cho bổ nhiệm trụ trì chùa Diệu Mỹ, nay ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long quyết định điều 1 bổ nhiệm đại đức Thích Phước Tiến Thế Dân Lê Thanh Tròn sinh năm 1974 đảm nhiệm trụ trì cơ sở thờ tự chùa Diệu Mỹ tại xã Tiên Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Điều 2 quyền hạn và nhiệm vụ của trụ trì. Một nhỏ, trụ trì là người thay mặt giáo hội trực tiếp quản lý giáo sản tại cơ sở Phật giáo, là người điều hành hướng dẫn Phật tử tín ngưỡng đúng chánh pháp Phật giáo và hoạt động Phật sự theo đường hướng hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hai nhỏ, trụ trì là chủ hộ của cơ sở Phật giáo có tính pháp nhân như một hộ khẩu gia đình, chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước và mọi hoạt động tại cơ sở Phật giáo đảm trách. Điều 3, chánh thư ký, chánh văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn và đại đức Thích Phước Tiến chịu trách nhiệm thi hành quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trưởng ban trị sự, trưởng ban tăng sự hòa thượng Thích Như Tước đã ký. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã lập quyết định bổ nhiệm trụ trì tại chùa Diệu Mỹ. Giờ chúng con xin cung thỉnh hòa thượng trưởng ban trị sự, trưởng ban tăng sự tỉnh Hồ giáo tỉnh Vĩnh Long trao quyết định và mời đại đức Thích Phước Tiến nhận quyết định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, hòa thượng trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đang chuẩn bị trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Diệu Mỹ đến đại đức đạo hiệu Thích Phước Tiến, đề nghị đạo tràng kính mời cho một tràng vỗ tay dài đặc lắm để chúc mừng cho sự kiện trong lần này. Vâng, một tràng vỗ tay nữa các vị. Kể từ hôm nay, chắc chắn rằng với sự hướng dẫn và đại đức trụ trì, chùa Diệu Mỹ sẽ mỗi ngày một phát triển. Một tràng vỗ tay thật dài và lớn, lớn hơn nữa. Vâng, hòa thượng thể hiện tinh thần đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Hòa thượng đã đến bắt tay và như một lời tri ân các vị, các cấp chính quyền địa phương đã đến tham dự buổi lễ hôm nay. Vào giờ phút này, toàn thể đạo tràng đang được trang nghiêm trong niềm hân hoan và chư tôn đức muốn nghe được lời phát nguyện của đại đức tân trụ trì. Giờ phút này, thay lời cho ban tổ chức cung thỉnh đại đức Thích Phước Tiến trong tâm trụ trì chùa Diệu Mỹ
đọc lời phát nguyện trước chư tôn đức thành kính cung đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngữ quán là chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Ngữ quán là chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chư ninh. Ngữ quán là chư tôn hòa thượng chư thượng tọa chủ trì các hội nghị. Hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành lãnh lễ kính pháp Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng hội đồng chứng minh, chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng hội đồng trị sự, kính bạch chư tôn đức tăng ni ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức tăng ni ban trị sự các tỉnh thành, ban trị sự các quận huyện trong và ngoài thành phố, kính bạch chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni trụ trì các tự viện tỉnh xá tỉnh pháp địa Phật đường, kính thưa đại diện chính quyền các cấp, quý quan khách, các nhà hảo tâm, quý Phật tử thân mến, kính thưa chư tôn liệt quý vị, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm và trọng thể của lễ khánh thành chùa Nhị Mỹ, con pháp danh Thích Phước Tiến được chư tôn đức ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long quyết định bổ nhiệm trụ trì cho con. Quyết định trụ trì là nhằm giao trọng trách một sức mạnh thiêng liêng của người xuất gia vì hoằng pháp lợi sanh, với ý nghĩa trụ pháp vương gia trì Như Lai mạng, giữ vững ngôi nhà Phật pháp, bảo vệ duy trì mạng mặt Phật pháp giữa nhân gian. Như Đức Phật dạy, các ông hãy là người thừa kế giáo pháp, chớ không nên thừa kế tài vật, Trung Bộ Kinh. Cũng vì sứ mạng đó mà ngày xưa trong những thời gian đầu thành lập tăng đoàn, Đức Phật bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, hãy đi hành quả vì sự an vui của mọi người, vì hạnh phúc của mọi người. Hãy tỏ lòng từ bi đối với chúng sinh trên cả thế giới. Hãy đi hành quả vì sự tốt đẹp, vì lợi ích của chư thiên và loài người. Hôm nay chúng con nhận lãnh sứ mạng hoằng pháp lợi sanh phát quy đà đạo, là một bậc thầy mô phạm nhiều nhất Phật tử tu hành theo chánh pháp. Chúng con nguyện nỗ lực tu hành nhiều hơn nữa. Chúng con quyết tâm mở nhiều khóa tu học để giáo hóa Phật tử trở thành người có tính tâm theo chánh pháp, ý thức hơn về nghĩa vụ công dân, góp phần trật tự an bình trong xã hội. Để không cô phụ lòng ủy thác của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, lòng mong mỏi của các bậc thầy đã dìu dắt con nên người trở thành người hữu dụng cho Phật pháp. Cổ đức dạy: linh sơn nghĩa cũ tình xưa, ta bà tịnh độ sai xưa pháp màu, kiếp sau xin nhớ nguyện cầu, xin xây tình pháp lữ, nhiệm cầu tam giao, đời nay đến những đời sau, chung lo Phật sự với bao nhiêu tình, quyết lòng độ tận chúng sinh, từ bi trí tuệ thỏa tình ước mong, không rời bản thể chân không, tùy duyên quá đạo thông dong mọi miền. Lời cuối cùng, chúng con xin đê đầu cảm tạ chư tôn thiện đức tăng ni, chứng minh kính chúc chư tôn đức sức khỏe, đại diện chính quyền các cấp, chúc chư vị luôn hoàn thành vai trò lãnh đạo của mình một cách xuất sắc, để đem lại niềm tin cậy của quần chúng nhân dân, góp phần phát triển đất nước càng thêm giàu mạnh. Kính chúc quý Phật tử an vui hạnh phúc vạn sự ký tường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tam Bại Chứng Minh. Vâng, nhân lời phát nguyện hết sức chân tình và đầy nghị lực của đại đức trụ trì, tin chắc rằng trong thời gian tới, được sự quan tâm chiếu cố của chư tôn đức lãnh đạo các cấp giáo hội, được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của các cấp chính quyền địa phương, đại đức trụ trì sẽ làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình và đưa chùa Nhị Mỹ mỗi ngày một phát triển. Một lần nữa chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng chư vị. Cung thỉnh đại đức tâm trụ trì nắm lại vị trí ở lễ trường để đón nhận những vòng hoa và quà của chư tôn đức gửi tặng. Trước hết là vòng hoa và quà của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chúng con cung thỉnh hòa thượng Đào Hiệu Thích Như Tín, phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban kiểm soát ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt cho thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tặng lãng hoa chúc mừng
đến buổi lễ trọng đại này. Đại đức trụ trì kiêm trưởng ban tổ chức đón nhận lãng hoa của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn nha. Tiếp theo là lãng hoa và phần quà của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Chúng con thành kính cung kính hòa thượng trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lên trao lãng hoa và phần quà chúc mừng đến đại đức tân trụ trì trong buổi lễ khánh thành chùa Diệu Mỹ sáng hôm nay. Tiếp theo là hoa phần quà của viện nghiên cứu Phật học. Cảm ơn ông. Tiếp theo là phần quà của chùa Kỳ Quang, quận Gò Vấp.
cung thỉnh thượng tọa tiến sĩ Đào Hiếu Thích Quang Thành, ủy viên hội đồng trị sự, phó văn phòng hai trung ương giáo hội, tổng thư ký học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ mai kính chúc mừng lễ khánh thành chùa Nhị Mỹ. Một lần nữa đào tràng kính lại cho một tràng pháo tay thật lớn. Tiếp theo là phần quà của Phong Man đặc cấp đi giới tỉnh Vĩnh Long, xin được cung thỉnh đại diện của Phong Man đặc cấp đi giới tỉnh Vĩnh Long. Tiếp theo là đại diện đạo tràng của tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cũng do đại đức Thích Phương Tiến làm chủ trì. Xin mời Phật tử đại diện cho đạo tràng của tu viện Tường Vân xin được tân đồng đại diện cho đạo tràng Phật tử của tu viện Tường Vân lên cao lời hoa chúc mừng. Xin phụ Thích Phương Tiến từ viện Tường Vân đã được bố trí chùa điện của Nhị. Tiếp theo là đại diện của chùa Nhị Mỹ, xin được trân trọng kính mời Phật tử Tâm Thiện đại diện cho đạo tràng chùa Nhị Mỹ lên có vòng hoa và quà tặng đến đại đức Tâm Tu Trì như là một cầu chúc, lời cầu chúc cho đại đức được pháp thể kinh năng Phật sự được viên thành, và hy vọng trong một thời gian tới đại đức sẽ hướng dẫn quý Phật tử tu học đúng với chánh pháp. Xin được trân trọng kính mời Phật tử Tâm Thiện. Vâng, hai vị Phật tử đại diện cho hàng ngàn Phật tử từ nhiều nơi, chúc mừng đại đức Tâm Tu Trì. Và tiếp theo là phần quà của đại diện cho các ban ngành của tỉnh Vĩnh Long, xin được trân trọng kính mời đại diện của Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cung thỉnh thượng tọa trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay dài lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, vâng, rất quan hỷ, vô cùng quan hỷ. Chúng ta cho thêm một tràng pháo tay dài lớn nữa đi. Công thỉnh đại đức từ gì trở lại vị trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì thời gian có hạn, ban tổ chức chúng con sẽ được thông qua các lãi hoa và vòng quà các tổ chức đã gửi chúc mừng trong buổi lễ hôm nay. Chúng con xin được ghi nhận phần lãi hoa và vòng quà của viện nghiên cứu Phật học, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ban văn hóa giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn, phòng nội vụ huyện Trà Ôn, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận xã Thiện Mỹ, Phan Ban mặt trận cấp ni giới tỉnh Vĩnh Long, tu viện Tường Vân, chùa Kỳ Quang Hai, chùa Kim Sơn tỉnh Cà Mau, chùa Phước Mỹ xã Phú Thành, ban hướng dẫn Phật tử tu viện Tường Vân, chùa Quang Âm tỉnh Vĩnh Khánh, gia đình Phật tử Mộc Văn, gia đình Phật tử Tường An, gia đình Phật tử Diệu Văn Na Uy, gia đình Phật tử Tường Thuyết Minh Từ, gia đình Phật tử Kim Thu Đức Quốc, Hòa thượng Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Long, Hòa thượng Đào Hiếu Thích Tiết Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại đường kiêm trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh, chùa Vũ Long
Cựu Tăng Ni sinh Cao Đẳng khóa 1 Phật học Đại Tùng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Bồ Đề Lăng Nhã quận 6, chùa Linh Quang, Ban Hoằng Pháp tỉnh Vĩnh Long, chùa Phước Lâm xã Long Mỹ, Thiền viện Sơn Thắng tỉnh Vĩnh Long, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Đại Đức Thích Tiến Thông, Đại Đức Thích Long Văn, Tổ đình Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình Phật tử Khánh Anh, Khánh Xuân, Anh Thi, gia đình Phật tử Tông Thiện, Tông Minh, dì Dường, Tư Cháu Mồng, Nơi, gia đình Phật tử Tông Trang, Mỹ Quốc, Phật tử thành phố Hà Nội, công ty đá Hoa Cương, Nhất Sinh, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình Phật tử Đức Quốc, gia đình Phật tử Mỹ Phước, Hawaii, tiệm vàng Hoa Mỹ Trà Ôn, Hoàng Mỹ Trà Ôn, gia đình Phật tử Quỳ Lực, Thụy Điển, gia đình Phật tử Tường Thành, Nơi, Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản và còn rất nhiều phần quà và chư tôn đức tăng ni, chư vị các quý quý nam nữ Phật tử. Thay mặt cho ban tổ chức xin ghi nhận tất cả những tấm lòng của quý vị đã đến chia sẻ với trong buổi lễ hôm nay. Xin đề nghị đạo tràng chúng ta dâng cao một tràng pháo tay thật dài và lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mái chùa thấm đường tình thương là nơi muôn loài đồng nương tựa về. Những người con Phật xa quê, mái chùa sự gắm vỗ về tâm linh. Tập bày mái chùa về nơi sự gắm tinh thần, vừa là điểm tựa nuôi dưỡng tâm linh của hàng ngàn người con Phật. Mái chùa bao giờ cũng gần gũi tham quan với Phật tử. Ở đâu có ngôi chùa là ở đó có người con Phật quy y quy tụ về. Ngôi chùa ứng hiện thiện cảm bình yên thân thương, luôn đồng hành với đời sống Phật tử. Chính vì vậy mái chùa khang trang uy nghiêm rộng rãi là nơi mơ ước mong muốn của hàng ngàn Phật tử. Sau đây xin được trân trọng kính mời Phật tử Tâm Thiện đại diện cho đạo tràng Phật tử chùa Nhị Mỹ có đôi lời cảm tưởng dâng đến chư tôn đức, xin được trân trọng kính mời. Vâng, với tấm lòng quy ngưỡng ba ngôi tam bảo, các Phật tử đạo tràng chùa Nhị Mỹ đang thành kính chắp tay thành bước hoa sen, đang tiến trước vị chư tôn đức để đảnh lễ các ngài và sau đó dâng lên những lời cảm tưởng nhân ngày trọng đại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, giáo phẩm hội đồng trị sự, chư tôn ban trị sự giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long. Kính bạch chư tôn đức, quý ni trưởng, ni sư, chư tôn đức, tăng ni, trụ trì các tự viện. Kính thưa lãnh đạo chính quyền các cấp. Kính thưa toàn thể khách quý, quý nam nữ Phật tử. Kính thưa toàn thể liệu quý vị. Hôm nay trong không khí trang nghiêm của buổi lễ khánh thành chùa Nhị Mỹ, chúng con đồng quỳ dưới chư tôn thiện đức tăng già thành kính cân lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con từng nghe mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thật vậy, ngôi chùa Nhị Mỹ đơn sơ nhỏ bé nằm nép mình với dòng sông Hiền Hòa Trà Ôn này đã được bố thượng tọa trụ trì Thích Phước Đại chuyên tới đại diện Phật giáo huyện Trà Ôn đã trùng tu xây dựng nên từ những năm tháng sau chiến tranh. Nơi đây đã từng che bom đỡ đạn cho bao người trong thời chiến, là điểm tựa tâm linh cho người dân địa phương sớm chiều tu Phật. Sư phụ chúng con Đại Đức Thích Phước Tiến đã được lớn lên từ môi trường này. Tuổi thơ của thầy gắn với quê hương sông nước quanh chùa, với tiếng mõ lời kinh Phật dạy. Theo năm tháng đi qua, sư ông biên tịch
ngôi chùa ngày một xuống cấp. Dù ở xa quê nhà, Phật sự đa đoan, thầy vẫn hướng tâm về nơi chôn nhau cất rốn, với tâm nguyện được báo ơn thầy tổ quê hương. Thầy năm nhà đứng ra tại trường tu lại ngôi chùa Dị Mỹ để làm nơi tiếp tăng độ chúng, làm chỗ dựa tinh thần cho người dân ở địa phương nói riêng và người dân trong khu vực Nam Bộ nói chung, là nơi tu học tinh cậy cho đông đảo Phật tử hướng mọi người về nếp sống văn hóa truyền thống tốt đẹp đạo đời. Nhớ lại nơi này cách đây hơn 2 năm, ngày 12 tháng 3 năm Quý Tỵ, trong không khí trang nghiêm chứa trang tình đạo vị của bài lễ đặt niên đá trùng tu chùa Dị Mỹ, chúng con hàng Phật tử tại gia đã phát nguyện ngoài hộ thiện tri thức hộ trì chánh pháp, nguyện hết lòng kề vai sát cánh cùng thầy trong quá trình làm việc. Chúng con thấy thầy lo toàn tất vất vả vì công trình chăm chút, từ bản vẽ thiết kế đến từng món cột, lúc thi công luôn sát cánh với từng công đoạn, từng hạng mục. Với tinh thần trách nhiệm đó đã chiêu cảm chúng con, kẻ ít người nhiều, kẻ bất an người nhỉnh mặt, chung tay chung lòng trong và ngoài nước góp nhặt từng miếng gạch, từng tấc sắt cho công trình mau được hoàn thành như ngày hôm nay. Với hai mùa mưa nắng, đội thi công công trình với ngày đêm vất vả luôn cố gắng không ngừng nghỉ chăm chút từng góc cạnh của công trình để kiến tạo ngôi nhà lam này. Và một phần không hề nhỏ cho sự thành công này chính sự quan tâm khích lệ của Chư Tôn Đức, lãnh đạo giáo hội, sự tận tình giúp đỡ của chính quyền các cấp để công trình đại chùa tu này đầy đủ thuận duyên sớm được hoàn thành. Chúng con nghe lời của tổ chư, của chư tổ dạy, Phật pháp trường tồn do tăng ni hoàng phá, thiền môn hướng tình bởi đàn việc phát tâm. Thật đúng vậy, thành quả hôm nay đã nói lên điều chắc yếu đó. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay chùa Nhị Mỹ đã làm lễ khánh thành, trong thời gian sắp tới sẽ hoạt động và là nơi tiếp tăng độ chúng tu hành, mở trường lớp Phật học, học khóa tu cho cư sĩ Phật tử, làm sống dậy tinh thần tu học cho đồng bào địa phương quanh vùng, hướng mọi người lương thiện, sống có đạo đức và đúng theo pháp luật. Chúng con xin nguyện một lòng hộ trì tam bảo và vâng theo lời chỉ giáo của sư phụ, nguyện chung một tấm lòng góp một bàn tay cùng thầy để gìn giữ và phát huy ngôi tam bảo Dị Mỹ này, và hoạt động Phật sự theo chủ trương của giáo hội, tạo điều kiện tiếp tăng và hướng dẫn Phật tử tu học đúng chánh pháp, góp phần trong việc phụng sự đạo pháp và dân tộc. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, sau cùng chúng con kính nguyện tam bảo gia hậu đồ trì để cư đông hòa thượng chứng minh chư tôn hòa thượng thượng tọa, quý y trưởng đi sư cùng chư tôn đức tăng ni tứ đại điều hòa phước trí nhị nghiêm, kính chúc quý ngài thọ đại thọ miên trường để nhiều dắt chúng sanh và chúng con trên con đường Phật pháp. Chúng con cũng xin trân trọng kính chúc sức khỏe tất cả quý quan khách, đại diện chính quyền địa phương, các đoàn thể, chư vị pháp hữu, chư Phật tử hiện diện hôm nay an vui hạnh phúc, vạn sự kiết từ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vâng, với tâm lòng chí thành chí kính ba ngôi tam bảo và sự quan hỷ trong ngày lễ hôm nay, các Phật tử khởi tâm để đảnh lễ chư tôn đức và ở vị trí an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi tối dân quê đón gió lành,
khắp chùa dào dào ánh tân thanh, tiếng chuông thảo thức lăn sao mãi, an ủi nhân hiền mọi mái tranh. Tập bày vào giờ phút này, các Phật tử đã đang thành kính đảnh lễ chư tôn đức và xin được tân trọng kính mời quý nam đệ Phật tử để lại vị trí an toàn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đệ vị, Phật pháp xương minh do tăng già hoàn quả, thiền môn hướng thành bài đàm hiệp pháp tâm. Sau gần 2 năm khởi công đại trùng tu chùa Nhị Mỹ, có rất nhiều sự hỗ trợ của chư tôn đức, các cấp chính quyền và đặc biệt các sự pháp tâm cúng dường của quý nam đệ Phật tử. Trong buổi lễ trọng đại này, tuy thời gian có hạn nhưng đại đức trụ trì kim trưởng ban tổ chức muốn dành thời gian xin phép chư tôn đức cho vài phút để vinh danh các Phật tử đã có công đóng góp cho công trình xây dựng chùa Nhị Mỹ. Vào giờ phút này, tôi xin được tuyên đọc các vị khi nghe tên quan hệ tiến về phía trước để nhận bằng tuyên dương công đức của đại đức trụ trì kim trưởng ban tổ chức. Danh sách lãnh bằng tuyên dương công đức của cá nhân và tập thể: một, tập thể ban hộ niệm chùa Nhị Mỹ; 2, ban hướng dẫn Phật tử tu viện Tường Vân; 3, hội tâm thiện; 2, cá nhân Phật tử pháp danh Tường An Thân Thiện Kim Loan; 2, Phật tử phước thiện thế danh Lê Thanh Lương; Phật tử pháp danh Tường Duyên thế danh Lương Thị Duyên; Phật tử pháp danh Minh Pháp thế danh Nguyễn Văn Nhật; Phật tử Nguyễn Thị Phương; Phật tử Lê Thị Kim Thu đến từ Đức Quốc. Đây là những Phật tử đã hết sức là quan hệ trong suốt 2 năm qua cùng với đại đức trụ trì tận tâm tận lực phát tâm cúng dường để xây dựng chùa Nhị Mỹ. Và có ngày khách đạo hôm nay, đề nghị đạo tràng chúng ta hãy tán dương tán thưởng bằng một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn. Và còn rất nhiều những tấm lòng dành cho quý nam nữ cư sĩ Phật tử đã phát tâm kẻ người nhiều kẻ công người quả để góp phần xây dựng chùa Nhị Mỹ. Tôi thay mặt cho ban tổ chức xin mừng đôi tay các vị, tán thưởng các vị bằng một tràng vỗ tay thật dài và thật lớn. Có lẽ đại đức trụ trì kim trưởng ban tổ chức cũng có vài lời muốn được tán dương, xin cung thể đại đức. Những người giám sát công trình ngày đêm nắng gió mưa xa và các Phật tử gần xa trong nhà ngoài nước rất là nhiều, nhưng hôm nay thời gian có giới hạn, chúng con chỉ đại diện như vậy và chư tôn đức quan hệ cho. Và tôi xin gửi lời tri ân hết đến các đội ngũ kỹ sư, những người ngày đêm quản lý ở công trình nắng gió và để tạo một cái công trình để giảm bớt chi phí một cách tốt nhất và sự đóng góp cho tất cả các vị. Tôi xin thay lời ban tổ chức, ban trụ tu xin thành trường tri ân đến tất cả các hội ngũ kỹ sư quản lý Phật tử xa gần trực tiếp gián tiếp đã đóng góp hết lòng cho công trình này, xin thành trường tri ân. Xin được tri ân đại đức và chúng con thỉnh và tân trọng kính mời để làm vị trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đệ vị, giữa đạo Phật và dân tộc Việt Nam luôn có sự gắn bó keo sơn mà lịch sử đã chứng minh, cho nên sự hiện diện của các cấp chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong buổi lễ trọng đại này đã nói lên được tấm tình cao quý đó và để bày tỏ niềm hoan hỷ và của các cấp chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể về một ngôi chùa đại trùng tu được khang trang và thành tựu, tạo được một thắng cảnh văn hóa, một danh lam, một nơi tu tập cho tăng chúng và đồng bào Phật tử địa phương. Vào giờ phút này, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long lên phát biểu, xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa Hòa thượng Thích Như Tướng, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa quý chư tôn đức, giáo phẩm đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt
sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni Phật tử, kính thưa quý đại biểu, quý lãnh đạo chính quyền đại diện cho các cấp, thưa toàn thể quý vị, hôm nay trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi lễ khánh thành chùa Dị Mỹ, thay mặt ban tôn giáo và các ngành chức năng của tỉnh, huyện, xã, lời đầu tiên cho tôi gửi tới lời cảm ơn đại đức Thích Phước Tiến, chủ trì chùa Dị Mỹ đã có lời mời chúng tôi đến tham dự buổi lễ khánh thành hôm nay. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi tới tất cả quý vị đại biểu cùng toàn thể quy chung chư tôn đức quý tăng ni Phật tử lời chào mừng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa tất cả quý vị, từ trước đến nay Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Việc Nhà nước chấp thuận cho xây dựng trùng tu cơ sở thờ tự đó là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nhu cầu tinh thần, nhu cầu về tín ngưỡng tôn giáo, và chùa Dị Mỹ là một minh chứng. Như vậy, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, chùa Dị Mỹ đã khởi công xây dựng, và sau một thời gian thi công nhờ sự gia hộ của chư Phật, lòng quyết tâm của chủ trì và Phật tử chùa Dị Mỹ cùng với sự đóng góp tài vật của các cư sĩ Phật tử gần xa đã góp phần xây dựng hoàn thành ngôi chùa Dị Mỹ, đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân đồng bào Phật tử chùa Dị Mỹ có được một nơi sinh hoạt tôn giáo khang trang sạch đẹp, vừa góp phần tạo nghĩa khí quan nơi thờ tự, thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở tôn giáo. Kính thưa quý đại vị, trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã vận động tăng ni Phật tử sống tốt đời đề đạo, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người tàn tật, kẻ mồ côi, người có gặp hoàn cảnh khó khăn, đã góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội ở địa phương, trong đó có sự đóng góp của chùa Dị Mỹ. Những việc làm cao cả ấy ngày càng thể hiện rõ nét Phật giáo là một trong những tôn giáo có truyền thống yêu nước, luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Chúng tôi xin ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của các vị chức sắc tăng ni Phật tử tỉnh Vĩnh Long nói chung và của chùa Dị Mỹ nói riêng trong thời gian vừa qua, và mong rằng trong thời gian tới Phật giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tuyên truyền vận động tăng ni Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, nêu cao vai trò phụng sự chúng sinh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh nhà không ngừng phát triển, đặc biệt là tích cực góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối lời, tôi xin kính chúc quý chư tôn giáo phẩm đại đức tăng ni Phật tử sống lâu, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Chúc cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và của tỉnh Vĩnh Long nói riêng luôn phát triển tốt đẹp và có nhiều đóng góp cho quê hương, cho đất nước mình ngày càng phồn vinh. Chúc cho vị tăng của vị chùa hướng dẫn Phật tử trong thời gian tới được nhiều thắng lợi, và cũng chúc cho chùa Dị Mỹ luôn là điểm tựa tinh thần của đông đảo bà con Phật tử. Kính chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin chân trọng. Vâng, xin được cảm ơn những lời hết sức là chân tình bằng bạc và tình cảm đầy trách nhiệm của ông trưởng ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Đề nghị là tặng cái tài cho một tràng pháo tay thật dài lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ giữa phút này, toàn thể đạo tràng chúng con đang lắng lòng tâm tư thì chuẩn bị nghe những lời đạo từ của chư tôn giáo phẩm chứng minh. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Như Tước, ủy viên hội đồng trị sự trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, từ viên quan hệ ban đầu từ thành kính cung thỉnh hòa thượng.
kính bạch chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch chư tôn giáo phẩm, ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, kính bạch chư tôn giáo phẩm, ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long, kính bạch chư tôn giáo phẩm các tỉnh thành, chư tôn giáo phẩm tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện. Kính thưa ông Đỗ Văn Hồng Quân, phó sở nội vụ, trưởng ban tôn giáo tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa vị đại diện sở xây dựng tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa quý vị lãnh đạo mặt trận tổ quốc huyện Trà Ôn, quý vị đại diện lãnh đạo ban ngành địa phương, kính thưa quý nam nữ Phật tử thân mến. Trước hết chúng tôi có lời cung kính và chào mừng chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm ban trị sự thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn giáo phẩm các tỉnh thành, và chào mừng quý vị đại diện ban tôn giáo, ban ngành các cấp tại tỉnh Vĩnh Long, chào mừng quý nam nữ Phật tử và cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị sức khỏe và dồi dào, đạt nhiều những thành tựu trong sự sinh hoạt và đời sống thường ngày. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta về đây để mừng lễ khánh thành chùa Nhị Mỹ trong thời gian 2 năm khởi công trùng tu và được thành tựu viên mãn. Với công lao, với nhiệt tình của Đại Đức Thích Phước Tín trụ trì chùa Nhị Mỹ cùng quý nam nữ Phật tử đã cạn lực tận tâm góp phần công quả để hoàn thành một cơ sở thờ tự thật trang nghiêm tráng lệ, là chỗ nương tựa để bái tu học của tăng ni và Phật tử thiền tính xa gần. Ở đây ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long có lời tri ân sự chỉ đạo sâu sắc của chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, và cũng có lời tri ân chư vị lãnh đạo các cấp, chính quyền mặt trận ban ngành tỉnh Vĩnh Long, cũng như sự tận tình ủng hộ tài vật của nam nữ Phật tử thiền tín xa gần mà ngôi chùa Chi Mỹ đã hoàn thành được công trình xây dựng trùng tu hết sức là trang nghiêm. Đây là chỗ tu học của tăng ni, của Phật tử, và cũng là điểm đẹp và nền văn hóa tại địa phương nơi đây. Chúng tôi vừa được Đại Đức trụ trì chùa Nhị Mỹ đã được ban trị sự trao quyết định bổ nhiệm trụ trì, và qua lời phát nguyện của Đại Đức Thích Phước Tín, tôi tin chắc rằng công việc Phật sự ở nơi đây được Đại Đức sẽ đảm đắc hết sức là tốt đẹp của hoàn mạng. Theo trong quyết định, trụ trì là thay mặt giáo hội để quản lý cơ sở thờ tự và hướng dẫn nam nữ Phật tử tu học đúng với chánh pháp của Đức Phật Đà, thì công việc này ở đây ban trị sự đạt hết niềm tin tưởng ở nơi Đại Đức Thích Phước Tín, và cũng đạt hết lời tin tưởng ở nơi Phật tử tại chùa Nhị Mỹ ủng hộ cho Đại Đức hoàn thành một công tác Phật sự lâu dài và bền vững tại nơi phụ tử nơi đây. Không chỉ hơn, một lần nữa chúng tôi thành thật tri ân chư vị
chư tôn đức, chư vị lãnh đạo, chính quyền các cấp, tri ân các Phật tử xa gần, và nguyện cầu hậu ân gia hộ cho quý vị và sự kiết tường tùy tâm mong nguyện. Thành thật cảm ơn chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính hưởng pháp bạch chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa chư vị khách quý và toàn thể quý nam nữ phật tử hiền hiệu, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệu vị, lễ hành chánh khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm chùa Nhị Mỹ đến nay đã được thập phần viên mãn, được sự quan tâm chứng minh của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội. Thay mặt cho đại đức trụ trì ban tổ chức, thành kính đại lễ tri ân chư tôn giáo phẩm hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban ngành viện của trung ương, chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chư tôn đức tăng ni đại diện các ban trị sự tỉnh Cà Mau, thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận, chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở từ thiện tỉnh thấp tỉnh xá niệm Phật đường để đến chứng minh và cầu nguyện. Với tấm thành tình cao dày đó, không biết lấy gì để đền đáp nguyện cầu chư Phật giáo hội chư chư tôn thiền đức được pháp thể kinh năng Phật sự được viên thành. Và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn đại diện các cấp lãnh đạo của chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho ban tổ chức chúng tôi tổ chức thành công lễ bổ nhiệm và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nhị Mỹ sáng hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho chư vị khách quý và gia đình luôn được hạnh phúc và có nhiều sáng kiến mới để đưa tỉnh nhà mỗi ngày phát triển. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý nam nữ cư sĩ Phật tử, kẻ công người quả, nhất tâm cầu nguyện công trình được thành tựu, và đặc biệt vì tham dự các buổi lễ khánh thành sáng hôm nay được thành tựu viên mãn. Cầu chư Phật gia hộ cho quý nam nữ Phật tử sống được an lành trong chánh pháp của Như Lai. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, mặc dù trong lúc tổ chức, ban tổ chức chúng con đã cố gắng hết sức nhưng không sao chấp nhận khỏi những điều sơ suất, ngưỡng mong chư tôn đức và quý liệu vị nhiệt tình tha thứ cho để cho ban tổ chức chúng con được ân trên công đức. Trước khi con thỉnh chư tôn thiền đức khởi tâm để hồi hướng, thay lời cho ban tổ chức chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Như Đức, hòa thượng Đạo Hiệu Thích Như Tính, hòa thượng Đa Chi, hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Lạc, và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hồng Quân, ông Nguyễn Văn Đếm. Sau khi hồi hướng xong và cung thỉnh chư tôn đức và cung thỉnh, mời chư vị khách quý và toàn thể đạo tràng hướng về phía trước lễ đường để các ban tánh thành. Và giờ phút này thành kính cung thỉnh và trân trọng kính mời khởi thân để hồi hướng. Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh khởi điểm. Nam công đức này à hướng à về cam tân ca đề tư và chúng sanh à đều trong thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức mời chư vị các quý tiến về phía trước dẫn đường để các ban khánh thành. Chúng con một lần nữa cung thỉnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Như Tước, hòa thượng Đạo Hiệu Thích Như Tính, hòa thượng Đa Chi, hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Lạc, và xin được trân trọng kính mời ông trưởng ban Công giáo tỉnh Vĩnh Long, ông chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Cà Mau cùng đồng các ban khánh thành và cung thỉnh chư tôn đức mời quý vị các quý cùng hộ trì để cho buổi lễ được trang nghiêm và trân trọng trong giờ phút trân trọng này. Đề nghị ban kiêu cổ trỗi ba hồi chung trống bát nhã liên hồi để cung thỉnh chư tôn đức và mời chư vị khách quý các ban khánh thành. Sau khi cung thỉnh chư tôn đức các ban khánh thành xong, cung thỉnh chư tôn đức tiến vào tại tây đường và an toàn, sau đó cung thỉnh đại đức trụ trì dâng lời tác pháp cúng dường. Nhưng trước khi dâng lời tác pháp cúng dường,
sau khi cung thỉnh Kiều Tôn Đức các bằng các thành xong, cung thỉnh Kiều Tôn Đức vâng lòng đại hội của Điền để địa phương cầu nguyện. Sau khi địa phương cầu nguyện xong, cung thỉnh Kiều Tôn Đức có bước vào cung đường để lại đức trụ trì dân lại tam pháp cúng dường. Vào phút này, chư tôn giáo phẩm hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban ngành viện của trung ương, chư tôn đức thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chư tôn đức thường trực và các ban trị sự các tỉnh thành là chư tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở từ thiện đang tiến dần về phía trước chặng đường để chuẩn bị các băng khánh thành giờ phút thứ nhất là thiêng liêng và trân trọng này. Giờ phút này quý Phật tử chúng ta tay nhau lại, chúng ta đưa tay thật cao lên và giơ lên tay bỏ tay thật ra để có thể có thể thành công.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng pháp Phật trên chư tôn Thượng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Hòa Đại Đức Tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức ni. Vào giờ phút này, đại đức trụ trì, tăng chúng và đạo tràng chùa Nhị Vị chúng con có duyên sự xin đầu thành lãnh lễ pháp Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức, chúng con kính nghe. Muốn lên bờ giác và dùng thiền bố thí, muốn tạo phước tiền và các phạm tăng, tập bày trong niềm hoan hỷ vô biên của người con Phật trong ngày trọng đại buổi lễ khánh thành và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nhị Mỹ, chư tôn thiền đức đã đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con. Quý ngài đã chấp tích quang lâm chứng minh về chủ quyền. Buổi lễ hành chánh sẽ được thành tựu viên mãn để tổng cảm tạ thâm ân vô vàn quý báu của chư tôn đức đã quang lâm chứng minh về cầu nguyện. Vào giờ phút này, chư tôn thiền đức đã trang nghiêm và thanh tịnh ở tây đường đạo tràng chùa Tịnh Mỹ, nhân tịnh tài phẩm giả viên cúng dường trên mười phương chư Phật, chư thánh hiền tăng và hiện tiền đại đức tăng già với ý nguyện cầu nguyện cho ngôi tam bảo của chùa Nhị Mỹ mỗi ngày một phát triển thiền hôn được tương thịnh, và hồi hướng công đức này lên cửu quyền các tổ ông bà cha mẹ nhiều đời kiếp của quý nam nữ Phật tử được thường thừa công đức và bản sanh lạc phúc, và hiện tại thân quý của quý nam nữ Phật tử được thân tâm thường an lạc, từ mẫn cố, từ mẫn cố, đại từ mẫn cố, để cho buổi lễ được trang nghiêm và thọ phần viên mãn. Chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Như Tính, phó trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, từ bi quan hỷ ban đạo từ để cho hàng đệ tử chúng con được thân xin công đức thành kính cung thỉnh hòa thượng. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Bát Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Truyền Tứ Thánh Tông Độ Nhị Tam Việt Nam Ngũ Gia Tôn Phái Lịch Sử Tổ Sư Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đệ Nhất La Hán Tăng Đầu Lô Phá La Đọa Xà Tôn Giả Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái Phật trên chư tôn hòa thượng đại đức tăng ni chứng minh ra lễ.
Kính thưa đại đức trụ trì, chư tăng cùng toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện tại đạo tràng chùa Di Mỹ trưa hôm nay, tôi hai lời được làm thể đại chúng tăng ni có đôi lời chia sẻ niềm quan hỷ và sắp tánh cùng với Phật tử trong đạo tâm kiên cố để tu học tại chùa Di Mỹ, mang nhiều ý nghĩa lịch sử mà sáng hôm nay ban tổ chức đã làm lễ khánh thành cũng như hội diện trụ trì sang. Giờ này trai được trang nghiêm thanh tịnh lễ nghi dự luật chiêu pháp để trụ trì thể hiện tinh thần tôn thư trọng đạo, báo đáp ân sư, nối chí tu học của thầy tổ tương truyền sư kế tục, hướng dẫn toàn thể đạo tràng quý Phật tử hành tâm thiết lễ trai dư thanh tịnh, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, lịch trời chư tổ và kiền thỉnh đại đức tăng để chứng minh trai lễ cúng dường cầu nguyện hôm nay. Tôi có lời tán thán, có lời khâm khen hàng Phật tử đại nhân trong tất cả pháp môn tu vô lượng, bố thí ba la mật cúng dường trai tăng đệ nhất. Tăng bảo là một ngôi trong ba ngôi tam bảo hiện tiền thế gian, cúng dường hiện tiền tăng để tăng trưởng phước huệ mà sứ công viên thường tác bạch dâng lên. Bởi đó là nơi mà quý vị tự hướng về để tu học đạo vô sứ bất hoàn, giới vô sứ bất đắc. Đạo muốn hoàng dương chánh pháp phải có nơi trụ xứ, chùa chiền, tỉnh thất, an viện cũng như tầm năm tu viện để hoàng dương chánh pháp. Muốn được hướng về làm đệ tử Phật, quy y tam bảo và có nơi nương tựa từ thầy để trao truyền giáo pháp. Với tinh thần ý nghĩa đó, chùa Di Mỹ đã được thành tựu, bổ nhiệm trụ trì đã được viên mãn. Giờ này chư tôn thiền lực nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật, lịch đợi chư tổ, quan giám đạo tràng, chứng minh gia hộ đại đức tăng trụ trì được vô lượng an lạc, thành tựu mọi Phật sự cùng với giáo hội tỉnh Vĩnh Long, cùng với giáo hội tại địa phương, cũng như thể hiện tinh thần đại đoàn kết đối với chính quyền địa phương xây dựng tốt đạo đẹp đời. Cầu nguyện cho Phật sự chùa Di Mỹ được viên thành. Cầu nguyện tất cả quý Phật tử Bồ Đề Tâm Pháp Thối Chuyển chí tu học vững bền. Cầu nguyện cho pháp giới chúng sanh đều an lành trong ánh hào quang che chở mười phương chư Phật. Lễ nghi như luật chư pháp trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni quan hỷ nằm thọ lễ phẩm cúng dường thanh tịnh này, nguyện đem công đức thù thắng này cầu nguyện cho cả đoàn được an lạc, quá mãn lưu linh được siêu thanh tịnh độ, thế giới hòa bình chúng sanh an lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên chư tôn đức đã được đi nước cả đạo Phật cho rồi, mà còn ban bố cho chúng con những lời pháp hiệu vô giá. Chúng con xin được tuyên giáo một màn và xin đi đầu đã lễ cúng dường tam bái. Nhân long đàn lễ hiền thiện chữ hiền đức mang già nam ma bái. Nam mô A Di Đà Phật. Theo lời dạy của chư tôn đức chứng minh, cung thỉnh đại tăng từ bi quan hỷ niệm Phật danh của đức Phật Bổ Sư ba lần cho nó nguyện đem công đức này để sau đó cung thỉnh chư tôn hiện tướng tạo tai, cung thỉnh hòa thượng chứng minh khởi hiện. Thank you.
chúng thành tâm cúng dường tịnh tài đến chư tôn đức. Quý nam nữ Phật tử phát tâm cúng dường, chúng ta quan hệ đứng lại vị trí. Sau khi ban tổ chức đại đức phụ trì cúng dường xong, sẽ có một vị hướng dẫn từng Phật tử vào để cúng dường chư tôn tiền đức. Xin các Phật tử chúng ta quan hệ chào thầy chùa tôi long lanh dưới nắng chiều rơi. Tiếng chuông chùa trầm lặng đem bao nguồn an vui hạnh phúc trong cõi trần ai. Chùa như ánh dương soi đường, lửa thiền xiêm nơi nơi pháp luân truyền ánh đạo vàng chúng xanh giác ngộ tư quang nơi lòng. Chùa tôi bao mến thương, là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui tràn hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa xưa. Chùa tôi vẫn như thái dương rạng soi.